làm phần bánh, nguyên liệu các bạn chuẩn bị cho mình bột mì 200 g nha. Đường cát trắng mình sẽ sử dụng 3 muỗng. 1 muỗng dầu ăn. Bột nở mình sẽ dùng 1 muỗng cà phê nha. 2 ống vani. Đây là mật ong, mình sẽ dùng 1 muỗng mật ong. Trứng gà mình sẽ dùng 3 quả và một bịch sữa tươi không đường nha. Mình sẽ đập 3 trứng gà, mình lấy hết lòng trắng với lòng đỏ luôn. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây 3 muỗng đường cát đầy dung luôn nha các bạn. Một muỗng mật ong. Một muỗng bột nở. Mình cho tiếp vào đây luôn 2 ống vani nha các bạn. Một muỗng dầu ăn. Và cuối cùng các bạn cho vào đây một bịch sữa tươi không đường nha. Mình sử dụng máy đánh trứng để đánh cái hỗn hợp này tan đều ra nha. Các bạn không có máy đánh trứng thì có thể dùng cái đồ đánh trứng cầm tay á. Hơi mỏi tay chút xíu nhưng mà cũng được nha các bạn. Mình chỉ cần đánh cho nó tan đều ra thôi, không cần đánh bông lên nha các bạn. Mình sẽ cho tiếp bột mì vào, mình cho lần ít ít đó, mình đánh ra cho nó tan hết rồi cái mình cho thêm vào nha, mình đánh tiếp. Cứ vậy các bạn đánh hết 200 g bột mì cho mình nha. Phần bột của mình rây xong này các bạn, rất là mịn luôn, nó không quá đặc mà cũng không quá lỏng, thì các bạn cứ làm theo cái công thức này của mình nha, rất là ok đó các bạn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái phần nhân bánh, thì ở đây Lợi dùng nhân mặn cho nên là Lợi sẽ sử dụng lạp xưởng nè, chả lụa, xúc xích, chà bông, còn các bạn có thể là làm theo cái ý thích của mình cũng được nha.
Mình bắt chảo lên bếp, khi thấy chảo nóng nóng á mình cho một chút xíu vô ăn vào, mình dùng khăn giấy để lau sạch nha các bạn. Khi các bạn thấy chảo đủ nóng rồi, các bạn sẽ cho bột vào để rán bánh nha. Mỗi lần mình múc về khoảng một giá canh nha các bạn, và các bạn cứ chế thẳng ở giữa phần chảo nha, thì cái bột mình tự động chảy và nó tự tròn như vậy nha các bạn, mình không cần phải nghiêng chảo nha. Và khi mà mình chế bột vào rồi, các bạn giữ chảo thật là ngay ngắn, tránh cho chảo nghiêng ngã thì cái bánh nó sẽ bị lệch nha. Và các bạn để mức lửa thật là nhỏ cho mình luôn. Các bạn quan sát bằng mắt giúp mình đó, khi mà cái bánh mình nó nổ to như thế này nè các bạn, là bánh mình đã được rồi. Ok rồi, mình sẽ lật cái bánh lại nha. Đó, các bạn thấy cái mặt nó chín nó vàng hết nha các bạn. Cái mặt trên này mình rán chỉ cần vài giây nữa là được rồi các bạn, mình không cần phải để lâu nha, là bánh mình chín rồi, cái màu rất là đẹp, rất là ưng luôn. Cái chảo của mình sạch không có cái vụn bánh thì mình đổ bột và chiên tiếp cái bánh tiếp theo luôn nha các bạn. Phần bột của mình làm từ trứng gà, sữa tươi và mật ong á các bạn. Khi mình chiên lên cái dậy cái mùi thơm rất là thơm luôn á các bạn. Khi rán bánh các bạn nhớ phải canh bánh nha các bạn, mình đừng làm việc khác mình sẽ quên, cái phần bánh của mình sẽ bị cháy nha. Rồi mình sẽ trở cái phần bánh này, mình sẽ rán cái mặt trên nữa nha các bạn. Đó, các bạn thấy cái màu sắc rất là đẹp luôn. Bạn có thể dùng bếp điện để rán bánh nha. Ở đây lại dùng bếp ga thì mình chỉnh cái mức lửa thật là nhỏ luôn. Nếu mà lửa hơi nóng nóng nhiều á thì sẽ làm bánh của mình bị cháy, nó không có đẹp nữa nha các bạn. Và có một điều lưu ý khi mà mình rán bánh á các bạn, thì khi mà chảo mình đủ nóng thì mình mới chế bột vào nha. Cái chảo của mình mà nó còn nguội, nó chưa có nóng mà mình chế bột vào thì bánh nó cũng bị chai, nó không có nở bánh được nha các bạn. Là bánh của mình bị hư luôn á. Thì cái chảo mình vừa đủ nóng thôi, không nóng quá nha. Nếu mà nóng quá thì sẽ khét bánh. Mà nếu mà chảo mình chưa nóng mà chế bột vào thì bánh bị chai nha. Bánh các bạn để ý cái phần bong bóng này các bạn, nó vừa nổ ra gần hết á, cái mình trở bánh là được rồi, không cần phải để chín hết cái phần ở trên nha các bạn, là bánh phần bánh ở dưới nó sẽ bị khét nha. Như vậy là được rồi nè các bạn. Đó, mình sẽ trở qua rán phần này chút xíu nữa là được. Giữa các lần mà mình rán bánh, nếu mà cái chảo mình nóng quá mình có thể tắt bếp cho bếp nghỉ, hoặc là mình dùng khăn giấy mình chấm một tí xíu dầu ăn để lau sạch nha. Bây giờ thì mình sẽ trang trí bánh thôi, mình cho nhân vào ha các bạn. Thì ở đây lại dùng tương ớt nè, một ít tương ớt này rắc ở dưới mặt nè. Rồi mình sẽ cho chà bông vào. Rồi, vàng vàng đều ra các bạn. Xúc xích nè. Rồi lạp xưởng. Mình sẽ cho một chút sốt maizena lên. Và cuối cùng mình sẽ cho cái phần chả lụa nó nè. Rồi, xong rồi, phần nhân là xong rồi. Bây giờ mình sẽ ấp cái phần bánh lên. Hai miếng nha các bạn, một cái phần bánh như thế này sẽ là hai miếng. Rồi đây các bạn. Chào tất cả mọi người nha. Bây giờ mình sẽ ăn bánh rán. Rồi, con cầm đi. Đứa cầm cái đi. Ngon. Mẹ mắc cảm em rồi. Hello. Thôi em ăn cái này. Hello, không hả? À, em ăn cái này. Đó.
Rồi mình ăn bánh rán và uống nước cam. À, cho ý kiến nha mọi người. Nãy giờ làm nóng quá, không biết quá. Cho xin miếng nước cam. Tương xíu. Đây là cô bỏ thêm tương ớt. Có mấy người có thấy không ta? Hello, hello. Bé gái ngồi xuống đi. Bé Duyên ngồi xuống đi. Hình như là nãy giờ không thấy mẹ luôn á. Mấy đứa tự nhiên đi. À, hôm nay là cô lễ ăn mừng kênh của cô đã bật được kiếm tiền á. Như ơi. Xin chào mọi người nè. Chị ba qua cho Như một cái đi. Cho Như cái đi. Mọi người. Như ăn gì đó? Nó ngoài lập xưởng ra nó ăn. Này đồ chơi để ra. Rồi cậu uống nước đi. Các bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Lễ nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Lễ. Chào tạm biệt mọi người nha.